ông chú người Anh hỏi tôi có nên chuyển đến Việt Nam không, khiến cả Reddit sôi sục. Chào mừng các bạn đã trở lại với Việt Nam Prosperity. Các bạn thân mến, Việt Nam là đất nước ngày càng thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, văn hóa và chất lượng cuộc sống. Với bề dày lịch sử phong phú, cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và nền văn hóa đa dạng, Việt Nam đã trở thành điểm đến lý tưởng cho nhiều người nước ngoài đang tìm kiếm cơ hội mới hoặc muốn trải nghiệm cuộc sống tại một vùng đất mới. Mới đây trên diễn đàn Reddit, có một bài viết đã thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng với câu hỏi "Tôi có nên chuyển đến Việt Nam không?". Ngay lập tức, bài viết này đã tạo nên một cơn sốt trên Reddit với hàng ngàn lượt bình luận và chia sẻ từ các thành viên trong cộng đồng. Những phản hồi đến từ khắp nơi trên thế giới, từ những người đã và đang sống tại Việt Nam cho đến những người có dự định giống như ông chú người Anh này. Cụ thể, mọi người đã để lại bình luận và lời khuyên gì cho ông chú này, góc nhìn của cộng đồng mạng quốc tế về Việt Nam ra sao? Hãy cùng Việt Nam Prosperity khám phá trong video này nhé! Cụ thể, 4 ngày trước, một ông chú đã đăng tải bài viết trên Reddit với nội dung "Xin chào mọi người! Tôi là một người đàn ông Anh, 45 tuổi, có vợ và một cậu con trai 10 tuổi. Tôi đã dành thời gian cuối cùng để tìm kiếm một nơi ở châu Á để nghỉ hưu một phần. Tôi đã từng sống ở Hồng Kông, Thái Lan và Manila nên tôi biết châu Á như thế nào. Việt Nam đã thu hút sự chú ý của tôi vì tôi cảm thấy đây là một quốc gia thực sự đang bắt đầu phát triển và thịnh vượng với nhiều cơ hội và chất lượng cuộc sống tuyệt vời. Tôi cũng muốn mở một nhà hàng, đó là điều tôi đã làm trong suốt cuộc đời mình nếu có thể để giữ cho mình bận rộn. Rất mong nhận được một số lời khuyên nếu Việt Nam thực sự là một lựa chọn tốt, chúng tôi sẽ chuyển đến đó từ nơi cư trú hiện tại của chúng tôi ở Madrid, Tây Ban Nha. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều." Dưới bài viết, cộng đồng mạng thảo luận vô cùng sôi nổi, một số người chia sẻ kinh nghiệm của họ khi sống tại Việt Nam, nhấn mạnh vào sự thân thiện và hiếu khách của người dân, chi phí sinh hoạt thấp cũng như những cơ hội kinh doanh phong phú tại đây. Tuy nhiên, cũng có không ít những ý kiến trái chiều khi một số người cảnh báo "No, đừng đến Việt Nam", họ nói về những thách thức nguy hiểm có thể gặp phải. Bây giờ, hãy cùng với Việt Nam Prosperity đến với phần đọc bình luận nhé. "Mình đã sống ở Việt Nam 3 năm và rất hài lòng, người dân thân thiện, chi phí sống rẻ và có nhiều cơ hội kinh doanh. Tuy nhiên, hãy học một chút tiếng Việt để dễ dàng hòa nhập." Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở Đông Nam Á. Đầu tư vào đây có thể mang lại lợi nhuận cao, nhưng bạn cần nắm rõ quy định pháp luật và môi trường kinh doanh địa phương. Việt Nam là quốc gia cộng sản với một đảng duy nhất có thể đưa ra mọi quyết định. Điều này đồng nghĩa với việc có thể có những thay đổi bất ngờ như việc tăng thuế đột ngột. Tình hình tương tự cũng diễn ra ở Trung Quốc và các quốc gia độc đảng khác. Trước khi đầu tư lớn vào đây, hãy cân nhắc các rủi ro khi sống ở một quốc gia phi dân chủ, đặc biệt khi bạn là người nước ngoài, dù có nhiều cơ hội nhưng chúng ta cũng đi kèm với những rủi ro tiềm ẩn. "Bạn là một người bạn tâm thần hoàn toàn. Cơ hội chủ yếu ở Việt Nam chỉ nằm trong lĩnh vực sản xuất giá trị thấp và xuất khẩu hàng hóa, trong khi những lĩnh vực khác gặp nhiều bất tiện và khó khăn. Điều kiện sống, đặc biệt ở Hà Nội và Sài Gòn rất tệ, không khí ô nhiễm, thực phẩm độc hại, cơ sở hạ tầng kém và nhiều vấn đề xã hội khác. Ngôn ngữ khó học và không mang lại nhiều lợi ích. Nhiều người sẽ rời khỏi Việt Nam nếu có điều kiện tài chính. Hãy thử trải nghiệm nhưng đừng đầu tư toàn bộ tài sản ngay từ đầu." "Còn con trai bạn thì sao? Có lẽ cháu không biết tiếng Việt nên cháu sẽ phải học tại một trường quốc tế có học phí 15.000 đô la Mỹ trở lên mỗi năm. Chỉ riêng khoản đó thôi cũng đủ bù đắp phần lớn số tiền tiết kiệm của bạn khi chuyển đến Việt Nam." "Đừng nghe những gì người khác nói, Việt Nam là nơi tuyệt vời để sinh sống và cũng để kinh doanh. Visa có thể được giải quyết bằng cách thành lập công ty hoặc tìm việc làm. Học phí cho một đứa trẻ có thể rơi vào 7k. Hãy tìm một số người dân địa phương mà bạn có thể tin tưởng, vì ở mỗi nơi các quy tắc đều khác nhau và đáng ngạc nhiên. Đặc biệt nếu bạn đang kinh doanh, bạn đã đến đây bao nhiêu lần? Bạn có thể đến đây với tư cách là khách du lịch theo thị thực 3 tháng và xem bạn có thích nơi này không. Để con bạn học xong ở phương Tây, lấy bằng ở Mỹ hoặc ở phương Tây có giá trị hơn nhiều so với thứ gì đó ở Việt Nam, không lý tưởng. Nhưng này, bạn ký cam kết 18 năm khi bạn có con. Bạn đã tìm hiểu về tình hình thị thực chưa? Làm việc, kết hôn, đầu tư là những con đường duy nhất của bạn trước khi bạn có tổ tiên là người Việt Nam hoặc có vợ là người Việt Nam. Visa cũng sẽ là một vấn đề trước khi bạn mở một công ty hoặc làm việc tại một công ty ở đây sẽ được cấp cho bạn thẻ cư trú. Thật không may, Việt Nam không có visa hưu trí. Nếu bạn muốn kinh doanh, hãy chọn lĩnh vực phù hợp với thị trường Việt Nam, ngành công nghệ thực phẩm và dịch vụ đang phát triển mạnh. Nhưng nhớ rằng, quan hệ với người địa phương rất quan trọng. Vâng, có nhiều ý kiến, quan điểm được đưa ra. Bên cạnh những lời khen sự thân thiện và hiếu khách của người dân Việt Nam, chi phí sinh hoạt thấp cũng như những cơ hội kinh doanh phong phú tại đây, thì một số người dùng nhấn mạnh việc thích nghi với văn hóa và phong cách sống mới là không dễ dàng.
đồng thời khuyến nghị ông chú cần phải tìm hiểu kỹ về các quy định pháp lý liên quan đến việc mở nhà hàng cũng như các thủ tục hành chính tại Việt Nam. Bên cạnh đó, một số bình luận cũng chỉ ra rằng việc học tiếng Việt sẽ là một lợi thế lớn, giúp ông và gia đình dễ dàng hòa nhập hơn với cộng đồng địa phương. Tuy nhiên, họ cũng cho rằng ngôn ngữ tiếng Việt khá khó học. Một số người cho rằng cơ hội ở Việt Nam chủ yếu nằm trong lĩnh vực sản xuất giá trị thấp và xuất khẩu hàng hóa, trong khi các lĩnh vực khác gặp nhiều khó khăn và bất tiện. Vâng, việc chuyển đến một đất nước mới luôn đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thông tin đầy đủ. Để giúp ông chú người Anh có cái nhìn toàn diện hơn về cuộc sống tại Việt Nam, qua đó ông có thể đưa ra quyết định sáng suốt và chuẩn bị tốt nhất cho hành trình mới của mình và gia đình, ắt sẽ đưa ra một số thông tin như sau. Việt Nam là một đất nước đáng sống với nhiều cơ hội, với tốc độ phát triển kinh tế nhanh, chi phí sống thấp và người dân thân thiện. Việt Nam đã thu hút nhiều người nước ngoài đến sống và làm việc. Theo thống kê, có khoảng 100.000 người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Tuy nhiên, để tận dụng được hết những cơ hội này, việc hiểu rõ về văn hóa, ngôn ngữ cũng như quy định pháp luật và môi trường kinh doanh địa phương là rất quan trọng. Dù có những thách thức và rủi ro, nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thái độ cầu tiến, Việt Nam có thể trở thành một điểm đến lý tưởng cho nhiều người. Đầu tiên là về chi phí sinh hoạt. Việt Nam nổi tiếng với chi phí sinh hoạt thấp so với nhiều quốc gia khác. Chi phí nhà ở, ăn uống và dịch vụ đều rất phải chăng, đặc biệt là ở các khu vực ngoài trung tâm thành phố. Sau đây là một số chi phí mà ông chú có thể tham khảo. Đầu tiên là thuê nhà, khoảng 300-800 USD một tháng cho một căn hộ 2 phòng ngủ tại các thành phố lớn như Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh. Về ăn uống, một bữa ăn tại nhà hàng bình dân có giá từ 2-5 đô, trong khi một bữa ăn tại nhà hàng cao cấp thì có thể dao động từ 20-50 đô. Di chuyển, với chi phí di chuyển bằng taxi hoặc Grab khoảng 0,5 đô trên 1 km, trong khi chi phí sử dụng xe máy hoặc xe buýt công cộng còn thấp hơn. Về cơ hội kinh doanh, Việt Nam có một nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng với nhiều cơ hội kinh doanh, đặc biệt trong các lĩnh vực như là công nghệ, thực phẩm và dịch vụ. Một số điểm cần lưu ý về quy định pháp luật. Hiểu rõ các quy định pháp luật và thủ tục hành chính là rất quan trọng, nên hợp tác với các đối tác địa phương hoặc thuê luật sư để đảm bảo tuân thủ pháp luật. Về mối quan hệ địa phương cũng vô cùng quan trọng. Xây dựng mối quan hệ tốt với người dân địa phương và các cơ quan chức năng sẽ giúp ích rất nhiều trong việc kinh doanh và giải quyết các vấn đề phát sinh. Nếu ông chủ quan tâm đến việc mở nhà hàng tại Việt Nam, đây là một lĩnh vực có tiềm năng lớn, nhưng mà cũng đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và hiểu biết về thị trường địa phương. Về giáo dục, cho con cái là một mối quan tâm lớn cho nhiều gia đình nước ngoài. Ở Việt Nam, có nhiều trường quốc tế cung cấp chương trình học theo tiêu chuẩn quốc tế với chi phí từ 7.000 đến 20.000 USD trên năm. Các trường quốc tế uy tín tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh như Trường Quốc tế Anh Việt, Trường Quốc tế Liên Hợp Quốc Hà Nội và Trường Quốc tế Mỹ. Điều kiện sống và môi trường. Mặc dù có những ý kiến trái chiều về điều kiện sống tại các thành phố lớn, nhưng Việt Nam cũng có nhiều địa điểm sống lý tưởng với môi trường trong lành và cảnh quan thiên nhiên đẹp. Với các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hóa với nhiều tiện ích hiện đại. Các thành phố như là Đà Nẵng, Nha Trang và Hội An là những lựa chọn tuyệt vời với môi trường sống thoải mái, ít ô nhiễm và nhiều cảnh quan. Visa và thủ tục. Thủ tục xin visa và giấy phép cư trú tại Việt Nam có thể phức tạp nhưng có nhiều cách để giải quyết. Visa làm việc. Để làm việc tại Việt Nam, cần có giấy phép lao động hoặc visa làm việc thường được công ty tuyển dụng hỗ trợ. Tiếp theo là visa đầu tư. Đầu tư vào một doanh nghiệp tại Việt Nam là một cách khác để có được giấy phép cư trú dài hạn. Visa kết hôn. Kết hôn với người Việt Nam cũng giúp bạn dễ dàng có được giấy phép cư trú dài hạn. Với sự phát triển kinh tế nhanh chóng và sự mở cửa ngày càng rộng rãi, Việt Nam đã thu hút đông đảo nhà đầu tư và doanh nhân quốc tế. Với vị trí chiến lược tại trung tâm Đông Nam Á, Việt Nam là cầu nối quan trọng giữa các thị trường khu vực và toàn cầu. Ngoài ra, Việt Nam còn nổi bật với văn hóa đa dạng, người dân thân thiện và môi trường sống an toàn. Các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là trung tâm kinh tế lớn mà còn là nơi giao thoa văn hóa, nơi bạn có thể tận hưởng những trải nghiệm văn hóa độc đáo và ẩm thực phong phú. Chào mừng bạn đến với Việt Nam, một nơi để bạn có thể khám phá và phát triển ý tưởng kinh doanh mới mẻ và thành công. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.